Ok, cái này là cái slide, nó slide chứ không phải nó slide, ok. Em bự quá rồi, ok. Cái này mua hồi lúc em còn mới tập biết đi thôi, mà bây giờ là quá bự rồi. Xem. Thấy không? Chơi, ông ngủ nè, ông ngủ nè. Em bự quá rồi. Ông ngủ rồi chơi nè. Còn thêm mất kiến nữa thì không vậy. Oh my gosh. Thì không. Hello. Do you see me very well there? You see daddy? Oh my, cả cái mặt của nó kìa. Con mắt nó bự như con cá thò lòi luôn. Ai mua mất kiến cho con? Ai mua mất kiến cho con? Mẹ. Mẹ con khoe cô chú con có áo đẹp sao đâu? Áo đẹp? Ở đâu có vậy? Ủa cho mẹ. Ủa. Mẹ mua hả? Ừ. À, ấm kiến nè. Nè, ấm kiến nè. Hiểu không? À. Mẹ không có slide được, mẹ sẽ té bọc bọc mẹ bãi cái mông. Đúng không? Vậy nó đây cho em đi. Nó nhìn tôi. Thượng quá vậy. I love you. I love you. À, hai cho con đẹp quá đi. Rồi. Xin chào cô chú, phải không? Xin chào cô chú không? Chúc mừng kiến party. Chúc mừng kiến... Chúc mừng kiến party hả? Nói lại cô chú nghe, hôm nay sao? Hôm nay em đi biển. Nói lại xin chào. Xin chào cô chú, hôm nay chúc đi biển. Đi biển hả? Xuống đi biển làm gì chú biết không? Con. Ừ, đi biển làm con gì? Con nhỏ con đi biển được. Vậy đó, con nhỏ con đi biển được. Rồi, xin chào tất cả các bạn ở bầu trời Boston. Hôm nay sáng hai vợ chồng mình đi tới nhà một người fan hâm mộ ở gần trong khu vực mình ở. Thì thật sự ra cô chú này mình cũng đã biết cái gia đình này cũng nhiều năm về trước. Và lần cuối cùng thì mình chụp hình ra trường cho cô gái của cô chú này cách đây 8 năm về trước. Mình có từng share cái hình ảnh của cái bữa ra trường đó ở trên Facebook. Thì hôm nay cậu vô tình tìm ra được cái cách liên lạc với mình nữa sau 8 năm. Thì cậu gọi mình và kêu mình tới nhà. Cậu cho mình một cái cây cưng của cô ấy. À, đúng rồi đó, đại khái vậy. Một cái cây cậu cũng thích và cậu muốn chia sẻ cho mình một nửa. Nên hai chồng mình sửa soạn dẫn con gái đi tới đó chơi. Rồi. Đó, và bữa nay Trúc Linh được có mắt kiến đẹp nè. Rồi Trúc Linh được có áo đầm đẹp nữa, nên Trúc Linh khoe với cô chú. Trời, đó cơ bả nè. Quá trời luôn. Mà bữa nay tự nhiên bắt mình quay phim, nãy giờ mình ngồi mình né muốn chết luôn nha. Đưa nguyên cái mặt ngay cái camera. Mặt em... tôi đã bự rồi còn bắt tôi quay nữa. Cái hiếm có lắm giờ, hiếm có cái mặt nào mà bự hơn camera lắm giờ. Thiệt luôn á giờ. Trời ơi, đúng luôn á giờ, cái mặt của giờ gấp đôi cái mặt của anh trong đó luôn á giờ.
nói hồi vô bị đòn giờ. Thực sự là gấp đôi luôn á giờ. Rồi, bye cô chú đi, mình đi chơi. Bye cô chú. Rồi, đó. Thôi, rồi, đi. Ủa cái này cái gì vậy chị? Biết nữa nè. Wow. Chị thấy nó mà mọc ở đây nè, với chị túm vô nè. Wow, đẹp, đẹp quá. Mấy cái này trồng trên chậu luôn, không đẹp quá. Dạ. Muốn á, muốn nó như nè. Dạ. Ồ, nó nhiều quá ha. Nên thành bưng bứng, bây giờ giữ thì năm dạ. sau vườn em sẽ đẹp. Dạ. Ừ, nếu không vậy không? Từ bữa chị trồng cây á, dạ. chị trồng mấy cây mùa hè là mấy bông này, bây giờ nó hết mùa những người dập ra, rốt cuộc thầy có. Hiểu không? Dạ, dạ. Đầu với mình dập cái này bỏ ra thì cái này nó còn chứ để chống lỏng đúng rồi. Wow, đẹp quá, cái sân nhà chị quá đẹp. Giờ nó bị ấy rồi đó. Quá đẹp cái sân. Đây hình như là hai cái chậu này, một trong hai cái chậu này là cô cho thì phải nè. Mình chưa biết nữa, cô đang nói chuyện với lại bà xã vợ mình rồi. Nhưng mà cái vấn đề đó là mình kết cái cây này. Đây, mình cắt cái cây này lá bự đã chưa? Đây, mình cắt cái cây này lá bự đã chưa? Wow. Cây này một cái cây nhỏ xíu một xíu thôi á, là giờ bà xã mua 30 đô nha các bạn. Cái cây nhỏ xíu một xíu 30 đô. Ủa, cái cây này chắc coi như lại cái 100 đô hơn. Nhưng mà cô chú này trồng đồ cũng chuyên nghiệp lắm nha, biết bẻ cành kiểu vậy nè để cho nó thấp thấp đàng hoàng nha. Đấy, cho nên mình thích trồng đồ thôi, nhưng mà chắc chắn là những cái đồ mình trồng còn có những người bạn còn trồng còn hay hơn mình nữa. Cây này cũng ngon lành nữa nè, cô chú bẻ cành nó để cho nó đẹp đẽ kiểu này. Cây này cái hoa lại cũng bự nha. Cái cây này, cây redwood, nó bự, nó nhiều cành như vậy luôn á ha. Wow, look at this. Wow, cái cây này rất là đẹp luôn á nha. Thông thường cái cây này mình chỉ thấy là một cây thẳng đi lên thôi, nhưng này nó quá trời kiểu này luôn. Này redwood nha các bạn, rồi nó cứng lắm luôn á cây này. Cây quá đẹp. Cây này thông thường là có một cây đi thẳng lên thôi à, cái này nó tỉa ra quá trời luôn ha. Đúng rồi, cây này hiếm lắm đó nha. Nó redwood, nó chắc lắm luôn. Cây nhà đẹp vậy dạ. Mà ông xã chị á, ông giữ cho chùa dạ. Nó thôi, ông đòi cắt đi, ông làm mà cái nhà chầu đất đâu có đẹp đâu. Nó cây này cầu... cái cây này cầu đúng nó mấy chục năm là còn ít á. Coi như là quá đẹp. Bây giờ trồng cái cây này không tài nào mình trồng được vậy hết, nó một cây đi thẳng lên thôi. Cái loại cây sống đời mà nó khác với cái cây sống đời của mình trồng, chắc mình sẽ xin một cành này quá. Cây lược vàng, cây lược vàng rồi. Bây giờ mình đã hiểu tên của cây đó rồi, cây lược vàng. À dạ dạ, cái gì mới biết cây này là cây khế. Thì mình tưởng đó là cái này là một cái loại cây bông giống như nhà mình mà nó rất là thơm đó, nhưng mà không phải, nó là một cây khế. Cũng có lý quá. Đây là cái giếng các bạn, cái giếng của thời đại bây giờ nó nhỏ như là cái ống nước vậy đó. Nãy giờ mình nghe nói cái giếng, mình tưởng nó là một cái giếng giống như Việt Nam vậy đó, tưởng nó là cái giếng giống như Việt Nam mà giờ nó là như vậy đó ha.
tức là từ ở dưới nước lên đây. Và trong nhà đó là, trong cái nhà đó là sao? Có máy, máy bơm. Trong này là cống máy bơm. Máy bơm, máy bơm. Rồi ở ngoài là cái giếng, các bạn thấy ở trong đây là cái ống bơm, tức là cái nhà nãy mình thấy đó, đây là cái ống bơm nước. Thì cái hệ thống này bơm tưới cây, tưới nguyên cả cái vườn sân ở ngoài sau của nhà cô luôn. Hay nếu mà cái này mà không đến nỗi mà quá xá là đắt tiền thì mình cũng nghĩ đến làm cái này đấy chứ. Cứt rồi. Đấy. Cái này mình được phép bẻ một cành nha quý vị. Cao lấy kéo cắt ha. Đó, chỉ cho cây này về trồng luôn, đã chưa? Chị nói cây này là cây tài lộc á. Cây tài lộc, dạ. Dạ, cảm ơn chị. Cái này mình có thể để trong phòng, trong bathroom đó. Nó hút cái không khí trong phòng mình cũng good lắm. Loại này nè. Nhưng mà mình những loại cây rất là good trong phòng. Trong phòng. Trong phòng, ok. Rồi. Để ngoài cũng good. Rồi, được cây này luôn rồi đó. Wow. Cây này nữa. Hai chậu luôn hả chị? Ồ, chỉ cho hai chậu luôn. Rồi được thêm một chậu nữa nè các bạn. Đó, chị này chưa quá. Chưa có hết đâu, còn nữa chưa hết. Trúc Linh ơi. Trúc Linh ơi, con có bị nóng không? Nóng hả? Đâu con quay mặt qua cho cô chú coi coi. Hai con má em đỏ ửng luôn nè cô chú ơi. Yes. Nè mami nhìn nè. Ồ, mami ngồi đây với con hả? Mommy quay phim mà. Xin chào các chút chơi này hả? Dạ, chút chơi sao kìa. Em bắt mẹ ngồi xích đu với em nè các bạn. Em nói gì? Our house. Nào, con nói gì? Nói lại. Nắng lắm, chút xíu nữa đi con. Đây. Coi như là mình khiêm nhường quá, mình bẻ cành. Mình bẻ vậy để mình về mình ngâm vô, cổ không chịu. Cổ kêu mình dứt nguyên cả cái rễ luôn. Trúc Linh ơi, con chơi với em đi. Trúc Linh chơi với em đi. Hi baby. Hi baby. Hi baby. Mami đứng đây đi. Mama. Ồ mami đứng đây hả? Ồ baby dễ thương chưa? Ê té em. Ồ trời mưa hàng chi em phái. Thôi mẹ ướt mẹ sao? À, baby dễ thương quá. Đây là tổng thành quả mà Tiết với anh Đạt đi được cái cô gần nhà cổ gọi qua và cổ cho hết tất cả những cái số cây này. Giờ đầu tiên này là cái gì anh? Không biết, quên tên rồi. Rồi xong luôn. Nhưng mà trong cái video này cổ nói mình có nhớ, có thu lại cái tên của cái cây này. Lần sau làm cái clip sau mình sẽ nói thêm về cái cây này để mình tìm hiểu biết. Cái điểm quan trọng anh rất là kích kết những cái cây mà nó có những cái mà nó mọc lon ton như nè. Nó sẽ, treo đẹp nó, lắm. Treo nó đẹp mà nó sẽ nhảy ra rất là nhiều cái cây khác, đúng không? Nhưng mà đại khái là cây này là một trong những loại cây mà của nó rất là may mắn. Rất là tốt, rất là tốt. Thậm chí nó có thể dùng để làm thuốc nữa. Mà làm thuốc đây không biết là thuốc sức hòa da hay là thuốc để uống mình không biết. Nhưng mà cổ nói là ở trên Google tìm cái này sẽ rất là nhiều. Nè con nói cô xin chào cô chú đi. Nè, cô chú ơi, cô chú pha tóc của con nè cô chú. Đó. Nè con nhõng nhẽo nè cô chú. Rồi, cây thứ hai là cái cây này, cũng là cây rất là phong thủy may mắn luôn á các bạn. Spider plants. Cây này nó mọc lên coi như là nó cũng lọn xuống chùm vậy nè. Thì nhà mình cũng có nhiều cái chậu toàn ten
Thì mấy cái này nó treo toàn ten cũng rất là đẹp mắt nữa. Rồi, cây thứ ba là cây gì đây? Sống đời, nhưng mà cái màu đỏ, cái bông, cái lá màu đỏ bông nó thì mình chưa biết là nó ra bông màu gì. Nhưng mà mấy cái này nó cũng mọc rất là tốt, rất là đẹp trong cái mùa thu á. Vào cái mùa thu á, nó mọc cái này nó ra hoa đẹp lắm. Thì bây giờ mình cố gắng mình trồng liền bây giờ đi, cho nó bén rễ để mùa thu nó sẽ ra bông thì mình sẽ hiểu biết và nó nhảy ra nhiều lắm. Wow, đã ha. Còn này gì, húng cây, húng lũi, húng gì. Cái rau này là húng cây. Cây. Cái rau này là tiết kiếm lâu lắm luôn rồi. Mà nhà cô này một rừng luôn. Đó, bây giờ anh rá anh ghim xuống anh trồng đi. Tại cái húng cây này kiếm ở ngoài hiếm lắm. Ngoài chợ không có bán. Dạ. Ok. Rồi đó, vậy xong. Đó, tổng cộng là mình thu hoạch được như đây nè các bạn. Rất là vui. Gì vậy? Con ăn gì hả? Con nói cô chú nghe hôm nay con ăn gì? Cà chua. Chúc party. Party gì? Party đâu? Đâu? Đi hết rồi. Đi hết rồi. Đi hết rồi. Oh my god. Party hết rồi. Dạ con bye bye cô chú đi. Bye bye cà chú. I love you cô chú. Đi hết cà chú. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Family. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Rồi, bữa nay được đi thu hoạch nhiều quá, ổng khoái chứ. Yes. Dạ. Yeah. Mà cái mình vui là cái cô này gần nhà luôn. Gần nhà. Mà cổ lại chia những cái may mắn của cổ cho mình nữa. Dạ. Yeah. Thì biết có biết những cái cây phong thủy, một khi mình cho người khác thì mình cũng đem cái sự may mắn của mình chia sẻ với lại cái người mình cho, thì cổ biết cái đó thì cổ cũng cho mình cái đó, mình rất là vui. Và đây cũng là cha mẹ của một đứa em mà mình hai vợ chồng Đạt cũng từng gặp và cũng rất là mến đứa em gái này. Thì hai chồng Đạt cũng từng nghĩ đến mình sẽ sau này khi mà Covid êm xuôi rồi, nếu mà được thì tụi này đi đây đi đó chơi, thăm những người fan hâm mộ mà có những cái vườn cây, vườn hoa ở ngoài sau đẹp đẽ này kia nọ đó, muốn chia sẻ với hai vợ chồng Đạt thì cứ việc gửi tin nhắn mời thì tụi này sắp xếp thời gian để đi. Đó là cái ý của Đạt và Tuyết. Thì có làm được hay không thì cái đó cũng phải là fan hâm mộ của mình có chịu mời hai tụi này tới không nữa nha. Thì mong rằng năm tới mình sẽ có những cái clip như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hai vợ chồng Đạt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Bây giờ anh đi đâu? Bây giờ thì anh chuẩn bị đi cắt tóc. Anh có hẹn rồi, em đi gặp Nhàn. Yeah. Gặp Nhàn thì thời gian gặp Nhàn chỉ được 30 phút thôi nha quý vị. Thời gian gặp nó chỉ được 30 phút thôi. À đó, mà mình chỉ đi được một mình, không đi được người thứ hai. Ok. Ok, thôi. Mình chuẩn bị bỏ cái này xuống dưới chậu dưới đất để nó không bị chết, tại vì những cái này mình nhổ lên, mình lấy lên nó đứt rễ rồi. Xong rồi mình đi làm công chuyện của mình. Bye bye. Bye bye nào. Bye cô chú. Trời ơi. Dạ, đi okay. Vô nhà, đi mẻm đi vô nhà.